Hello các bạn nha, hôm nay thì mình cũng tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy mới để cập nhật giá xe nha các bạn. Và hôm nay mình để đồng hành với Trinh kìa. Trinh sẽ cập nhật cho các bạn mình. Rồi, chào em. Dạ em chào anh, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã click vào video này của Trinh ha. Ở video này Trinh sẽ mang đến cả nhà hai dòng xe mà hầu như là tuần nào Trinh cũng lên video clip cập nhật về màu xe như là giá cả. Thì hôm nay tại showroom Trinh rất là nhiều màu đẹp luôn á. Thì đợt trước tiên Trinh sẽ cập nhật màu trước, rồi sau đó Trinh sẽ báo giá cũng như là tư vấn về cái vấn đề thủ tục trợ giúp như thế nào nha. Và đó là hơn một số chi tiết về hình thức mua xe ha. Thì em đầu tiên mà Trinh muốn quay đây đó chính là em Winner V3 phiên bản màu sơn 3D, màu xám xi măng nha mọi người. Cả nhà hay gọi là xám xi măng, và cái bản xám này nó thiên về nâu chút xíu nha mọi người. Thì Trinh có đi cái tem màu cam với lại màu đen ha, để tạo điểm nhấn cho xe ha. Cái tem này bên Trinh lên khá là nhiều nhưng mà thường là sẽ lên tem màu đỏ, mà đây là bên Trinh lên tem màu cam ha. Rồi theo quan sát này, bản này là bản tiêu chuẩn nha mọi người. Hiện tại Winner thì giá đang rất là mềm luôn á mọi người. Đó, cả nhà quan sát nhé. Rồi tiếp theo là em màu bạc. Hai màu bạc này nhìn vào thì nó rất là giống nhau, nhưng mà hai màu bạc này khác nhau nha mọi người. Bản này là bản màu zin, bản này là bản bạc zin do nhà máy sản xuất nha cả nhà. Đây, quan sát ha. ABS luôn các bạn. Đó, rồi. Bản này là bản bạc sơn 3D á mọi người. Đó, bản này sơn 3D nha cả nhà. Cái tem này là sơn luôn á em. Đúng rồi anh, tem này tem sơn luôn ha, ABS luôn. Bảo hành bao lâu cái màu sơn em? Màu sơn thì bên em bảo hành trên 1 năm nha mọi người. Đó. Còn máy móc này kia thì mình sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 cây ở tất cả các cửa hàng của Honda trên toàn quốc ha. Rồi, tiếp theo là bản màu xanh cốm nha cả nhà hay gọi là bản này là bản xanh cốm á. Bản này thì bên Trinh chỉ có đi tem hai bên lường thôi ha, còn mặt này thì giữ nguyên không có tem. Đó, thì ví dụ anh chị mà muốn lên tem hoặc là in chữ, in số, in cái gì đó, hình gì đó trên mặt mã thì cứ anh bóc Zalo cho Trinh sẽ hỗ trợ lên màu ha, cũng như là lên tem theo ý cả nhà ha. Rồi, tiếp theo là bản màu vàng. Bản này bên Trinh thì lên khá là nhiều màu vàng rồi, nhưng mà cái tem này là bên Trinh đầu tiên Trinh lên. Thì cả nhà thấy nó cũng rất là đẹp ha. Mặt nạ màu chủ đạo là màu đen á mọi người. Đó, còn hai bên đường là màu vàng. Màu vàng rất là đẹp luôn ha. Rồi cả nhà quan sát nha. Rồi tiếp theo là cũng là bản màu bạc nha cả nhà. Bạc xanh ha. Bạc này cũng zin nè. Nãy mình cũng coi rồi ha. Rồi. Ở phía sau là còn rất là nhiều màu đẹp nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục lên trên quay cho các bạn mình. Ở đây các bạn center trên 50 nữa nè. Rồi Trinh sẽ quay Winner trước nha. Tại Winner trên này còn rất là nhiều màu đẹp nữa nên Trinh sẽ quay trước. Các bạn nào fan Winner thì like mạnh các bạn ơi. Ưng cái màu nào thì liên hệ cho Trinh tư vấn thêm nha. Rồi, tiếp theo là bản màu xanh xi măng nha mọi người. Xanh xi măng, mặt nạ thì người nhìn vào sẽ thấy ba màu là màu đen, màu vàng và màu xanh xi măng ha. Thêm cái chữ BK ở đây ha. Rồi bên lường thì sẽ đi cái tem cũng là ba màu chủ đạo ha. Rồi ở đây thì Trinh có cái mâm màu vàng đồng, và mâm này là mâm zin nha cả nhà. Bên Trinh lên từ bản Windows V4, bản thể thao 2023 cả nhà. Đó. Rồi tiếp theo là bản màu xám xi măng nữa nha mọi người. Ở đây là xám xi măng, mâm này là mâm cam, bên Trinh sơn lên đó cả nhà. Ngoài màu cam ra, mấy anh chị muốn sơn màu xanh, đỏ, tím, vàng hay là màu trắng màu gì đó thì cứ inbox Zalo cho Trinh nha, Trinh hỗ trợ lên sơn ha. Rồi tiếp theo là bản màu xám tím. Màu xám tím này cả nhà, cái này thì bên Trinh cũng lên từ bản thể thao ha. Tất cả các màu sơn 3D đều bằng giá nhau hết. Mấy chị ở huyện nào, tỉnh nào inbox Zalo cho Trinh sẽ tính cụ thể chi phí lăn bánh. Giá Trinh báo là chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Và hiện tại Winner V3 giá đang ở mức là 34.500.000 đồng nha cả nhà. Mấy anh chị lên cửa hàng bảo có liên hệ trước với Trinh, Trinh sẽ hỗ trợ giảm 2 triệu vào giá xe ha, hỗ trợ thêm chi phí xăng xe đi lại nha. Rồi ở đây Trinh có màu vàng đen ha. Đây, màu vàng đen rất là rực rỡ và nổi bật luôn nha cả nhà. Đây, nhà quan sát nha, cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Mấy anh chị mà ai mà thích sự nổi bật thì có thể tham khảo bản này. Bản này thì mình chị Tết rất là ok, rất phù hợp luôn cả nhà. Nói chung là cũng cận Tết rồi á, thì có nhiều anh chị là được thưởng cuối năm này, thưởng Tết này kia nhiều tiền á, thì muốn sắm cho mình một chiếc xe sang để mình chạy cuối năm ha, coi như là tận thưởng cho mình ha, sau 1 năm làm việc ha. Rồi tiếp theo là bản màu đỏ. Nói chung thì cái giá Winner hiện tại thì cùng chung phân khúc thì em nói cái giá là rẻ nhất đó anh chị các bạn. Đúng rồi, cái bản Winner là cái bản mà nói chung là nó đáp ứng tất cả các nhu cầu của mấy anh. Và cái giá của nó thì rất là mềm luôn á, giá cực kỳ mềm, chỉ mức là 3x thôi. Đó, rồi tiếp theo là bản màu kiếm Titan. Bản này thì hầu như là Trinh lên rất là lâu rồi và hiện tại vẫn đang rất là hot cho mọi người. Kiếm Titan thì bản này Trinh lên rất nhiều dòng xe. Cái màu này phải nói là khách lấy liên tục luôn các bạn. Đúng rồi. Đó. Rồi cái này màu sáng nha. Rồi tiếp theo là bản màu xanh lá này. Đó. Bản này cũng rất là nhiều anh hỏi nha mọi người. Xanh lá này. Chẳng hạn như các bạn mà thích cái màu này đi, cái màu tím Titan này đi, các bạn không thích những cái tem này, các bạn muốn thiết kế cái tem độc lạ hơn á, thì có thể liên hệ cho Trinh luôn. Đó, Trinh sẽ lên tem theo yêu cầu các bạn luôn. Đúng rồi, chính xác. Rồi tiếp theo là bạn xám tím ha, bạn xám tím này mọi người, rất là đẹp luôn nha. Rồi ở đây Trinh có bạn màu đỏ nữa. Đó, rồi xanh xi măng này, màu trắng này, cực kỳ đẹp luôn, rất là nhiều màu đẹp. Ngoài những màu đang trưng tại showroom thì ở bên Trinh còn có đầy tất cả các màu zin này. Và hiện tại thì đối với dòng Winner bên Trinh còn đã trả góp. Và trả góp thì thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần đủ 18 tuổi có căn cước công dân và chuẩn bị cho Trinh là từ 4 triệu là được rồi. Có điều kiện trả trước từ 30% trên hợp đồng nhận cả về gốc và có lãi suất ưu đãi. Ngoài ra mới chỉ còn có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế của tư cấp thì mang theo luôn nha, để mình làm cái gói lãi ưu đãi hơn. Còn nếu mà không có thì chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là được rồi nha, rất là đơn giản nha. Rồi hiện tại thì bên Trinh vẫn đang hỗ trợ ship sang toàn quốc để nha mấy anh chị. Mấy anh chị nào mà ở xa mà mua tiền mặt không có điều kiện đi xa được đó, thì cái inbox Zalo Trinh chỉ cần đặt cọc trước là Trinh tầm khoảng từ 5 triệu và Trinh sẽ ship xe vào tận nhà luôn. Và khi mà mấy chị nhận xe thì kiểm tra xe kỹ, bao trợ ship cho mấy anh chị luôn. Bên Trinh ship xe là ship bằng xe tải chuyên dụng á, bao trợ ship luôn. Cho nên là mấy anh chị cứ yên tâm về những vấn đề mà thì ship ha. Còn ví dụ mấy anh chị mà ở xa mà thích cái màu xe bên em quá mà mua góp á, thì cứ bắt xe lên cửa hàng đi, hoặc là bắt xe tới khu vực nào mà gần cửa hàng thì em đam đó, rồi em hỗ trợ chi phí đi lại, làm hồ sơ đậu rồi cứ đi về, rồi bên em sẽ ship xe về cho mấy anh chị. Không có sợ vấn đề mà chạy xe đi xa rồi công an rồi kia đâu, bên em sẽ hỗ trợ hết mình cho mấy anh chị ha. Rồi ngoài ra thì bên Trinh còn có rất là nhiều dòng xe khác nữa. Mấy anh chị mà quan tâm xe mà quan tâm mẫu xe nào thì inbox Zalo Trinh nha. Trinh sẽ hỗ trợ lên màu cũng như là hỗ trợ tư vấn cụ thể chi tiết và báo giá. Mấy anh chị lên cửa hàng mua xe bảo có liên hệ trước với Trinh để được hỗ trợ 2 triệu chi phí sang xe lại nhé. Bye bye.